bạn luôn kìa. Hai đủ không? Trời ơi. Hello anh em. Hôm nay sẽ lại là một trận banh nữa, và sẽ với một góc quay BV của một nhân vật mới. Và mình đang vào sân 29 Lý Thường Kiệt, Busan ngoài trời. Bây giờ nó là cỏ anh Tạo á. Mưa quá trời mưa luôn, đường ngập quá trời ngập luôn. Mà ở đây không ngập, may thật, chắc là nước rút nhanh. Sân Lyon thì bên này. Sau lưng là sân TNT. Trong kia, ồ, sao chân trong kia tối thui vậy, chắc chưa ai tới. Rất nhiều người đã banh trong sân đã đi ra. Cái sân 219 Lý Thường Kiệt này hồi xưa là sân futsal. Sau này mưa thời tiết kinh doanh không ổn nên dẹp futsal rồi, giờ làm lại cỏ tạo luôn. Mà có vẻ cái phần gửi xe đi vô đi ra hơi khó khăn đó. Anh em thấy không? Phải gửi xe tiết ngoài kia xong đi bộ vô. Đá sân này, đi bộ vô sân là đủ khởi động xong rồi đó. Và trong buổi ngày hôm nay thì sẽ là một trận banh cùng với mấy anh em của anh Toàn bên An Bình Băng. Thì chỉ có anh Toàn là An Bình thôi, còn mấy anh em khác là bạn bè không à. Thì để xem có ai thì vào sân rồi biết nha. Trời ơi, đường vô sân còn xa tít mùi, trời ơi. Và tình hình đã trong sân à, mang sandal đi lội sình vô đây may quá, có nước rửa. Không, trời mưa mang sandal là hợp lý. Và đây là trái banh Monten AFC, mình cất nhà lâu lắm, nay lấy ra đá chơi cho vui ha. Giờ kiếm mua quả này không có đâu, kiếm mua quả này giờ là không có đâu. Đó, mua có 790.000 đá cực ngon luôn, xài tới giờ rồi thôi. Nó nhiều quá, điểm danh này có ai không? Kim nhắn tên nữa ha. Ê, quay cáo đó, quay cáo ha. Sau lưng. Ờ, chuyển nhượng luôn. Lần thứ hai mượn mình nữa các bạn. Lâm rồi biểu. Ồ, trời đẹp quá. Bo lê định. Rồi, thôi nhân vật hôm nay sẽ đeo camera. Đây cho Kiến đeo nha. Thôi, Kiến đeo nhiều rồi. Đây là anh Nguyễn Thành Nhân. Bao anh? Đúng rồi, Nguyễn Thành Nhân. Dạ. Yeah. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 37 rồi. 85 hả? Chà. 85 là hơn em tới 4 tuổi, 3-4 tuổi nè. Thôi hôm nay xem Nhân đá đi. Nói nhiều làm gì, đúng không? Anh mang giày gì vậy? Nike Temple. Ghê. Được. Xưa giờ chỉ có đi vòng này thôi. Ồ, dạ. Yeah. Là fan trung thành. Fan trung thành của Nike Temple. Ok, rồi. Vô nha. Nay với bạn nha. Chích mũi đồ. Ôi. Khoa, Kuto. Và anh Toàn, An Bình Băng. Sáu người rồi, không? Sáu đá luôn. Đội bên kia thì quen mình. Mấy anh em bên sân cáp nói chung cũng quen nhau nên thành ra đá cũng vui vẻ thôi. 46. Rồi mọi người cùng xem nha. Bước nè. Gì? Rồi hết rồi.
Rồi, dĩ đen nè. Rồi, mùa mùa á, hết rồi á. Rồi, mùa mùa đổ. Đi luôn ta, đi ta. Ơi. Ok là. Tốt rồi. Áo trắng luôn. Cái tay. Không sao, không sao, không sao. Ê! Còn hai. Rồi ra tôi. Rồi đủ rồi, cái đủ rồi, hết rồi. Ê. Hai hai đủ không? Trời ơi. Yếu quá. Vô con hai tên. Rồi bye. Rồi, mạnh chân vô. Quay nè, quay nè, quay nè. Trời ơi. Má nào biên huy đuổi học rồi, đúng rồi. Rồi ăn thuốc ăn một cái. Tốt quá. Thank you.
Ủa khoan. Trời ơi. Ờ giờ đúng rồi, Huy nó không nhận là đúng rồi đó. Ơi. Hay rồi. Hai vợ đi ơi, chân quá. Mà luôn chen dư á, người ta đứng hai người đâu khoan. Em tắt ra chứ, kia nó ở ngoài biên mà. Kia đang đứng ngoài biên mà, tắt ra chứ. Chân người ta, chân người ta, dưới không? Lên nè Đình, lên nè Đình, cho dư người Đình. Lên tí, lên sao lên tí. Rồi ra đi. Tốt quá. Con. Đóng luôn, đóng luôn. Nếu đóng được cứ đóng đi. Trúng xíu phước. Anh luôn, đánh luôn. Anh luôn kìa. Thôi rồi. Đều á, đều á. Buông thiệt nha. Con. Con là mà. Anh là qua. Tốt lên thôi. Giữa là tàn, giữa là tàn, bỏ ra cho anh Lâm. Rồi đùa. Trời ơi. Cào chảy máu luôn nè. Trường quá, trường quá. Thank you.
một một à, không gì hết. Theo Toàn. Trời ơi. Ơi. Bên kia Toàn. Gỡ được trái báo á. Tốt quá. Trời ơi. Nè nè nè. Ok rồi. Đánh con đi. Ai một bên đi. Ai ai mà. Chắc bắn đi không ơi. Anh tưởng em gọi ai là em đứng cột 2 rồi chứ. Còn một cái bố luôn. Hai súng vô lên. Ơi. Không, chứ là không. Thôi. Không phải tôi lạng rồi không? Thôi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chào anh Lâm, đuối hả? Đây rồi, tôi lại. Cắt luôn tay. Rồi. Đi lên, đi lên. Đây 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 đây. Chờ nó không dám bứt. Khó thiệt luôn chứ mà. À gò chứ lắm. Ai kìa Toàn nó khó thiệt. Nè đợi 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 đợi. Rồi. Một một đó đứng lại tí kia, đứng lại kia. Rồi. Ăn ăn. Không cho người ta cắt sút. Lúc này thì chiếc camera trên trán của anh Nhân đã hết pin, nhưng may quá mình vẫn còn quay những thước phim ở góc quay phía ngoài.
anh em cùng xem tiếp nha. Trời ơi, ghê quá. Bà đó sao đỡ. Bay, bay, rồi. Chân phải, ghê hả, lâu lắm mới thấy đó chân phải nha. Được cao. Đi. Kéo kéo này, kéo. Trời. Ở vàng đá khéo rồi đó, đá khéo anh. À, như đã hắt đi banh chị ơi. Nhân ơi, chạy ra gỡ máy đi, hết pin rồi. Gỡ luôn. Tuyệt vời. Hay vậy. Ôi trời. À xì ra người đẹp nè. Hay quá vậy. Ghê. Chen chụp áo tím lại anh ơi, chụp áo tím lại. Để đó cho ông Khoa. Ông Khoa. Kéo về anh Tuy ơi. Khoa, ok. Chắc chừng chừng. Chơi với bộ mé túi với bộ. Thấy kiến tạo lại bạn cũng hai pha đẹp chứ bộ. Đó đi. Không nhưng mà cái pha kiến tạo hai pha kiến tạo đẹp thiệt, cái đó nếu mà pha kiến tạo nhất thế giới luôn đó. Thì cuộc thì luôn anh Kiên, cuộc đời nó bóng chưa rồi thấy kiến tạo đẹp đi luôn anh Kiên. Kết thúc trận đấu và có cái này vui lắm nè, cái này vui lắm mà. Nãy mình mang trái banh lên, trái banh nó đang thui à. Đá một buổi trời mưa thì cái banh nó sạch bòn. May quá mình không cần phải tốn công mình rửa banh. Không cần phải rửa banh à, banh sạch bông luôn, mới tin luôn. Và anh em nào muốn mua banh Futsal thì link dưới phần mô tả nha. Kiếm ngày trời mưa lấy banh cũ ra đá là mới tin như vậy nè. Đó anh em nhớ sử dụng cách này nha. Cảm xúc nguyên trận ngày hôm nay sao? Này đã sướng. Sướng hả? Trời mưa nên là thể lực đảm bảo. Đúng rồi.
khỏe khỏe vui khỏe hả? Ghi bàn nhiều không? Ghi được mấy trái anh? Mà bây giờ em không ghi bàn. Không nhớ hả? Năm trái vậy. 87 mà khỏe dữ. Ồ 85 mà khỏe dữ. 85 mà khỏe dữ. Rồi đây, đó 87 đây nè. Sao hôm nay đá nguyên trận vui không? Mình chỉ cần xin cái clip mà mình thử tài Messi thôi. Sao thử tài trái nào vậy? Trái căng ngang. Ôi trời trời ơi, khúc đó còn căng ngang nữa. Ôi, đó trái đó còn căng ngang nữa kìa. Sao nói đi. Hôm nay kìa Messi cần nguyên trận luôn nè, đúng không? Hôm nay để thay hết á. Giờ bước lên cái là, đây đổi người trước. Hôm nay Messi đã cần nguyên trận thiệt, nhưng mà báo cũng hạ chi phối hợp. Báo cũng nhiều á, không phải ít đâu. Không, mà nói chung đá với mấy em nhỏ mình khuyến khích. Tại vì mà tính ra tạo điều kiện cho mấy em nó ghi bàn để lên tinh thần rồi. Dạ, đúng rồi, đứng trên cho anh ta ghi bàn. Đúng rồi, không có chạy về cho mấy em quýnh bàn. Bốn trẻ quýnh bàn không à. Anh kia có nhiều pha sâu kim hay lắm. Sâu kim sâu bóng thì ngồm sao à. Đúng rồi, 2K1 không? Em lấy một số một bạn 2K1 đây nè. Thấy á, ok. Các bạn ấy tính tới 14 tuổi lắm. Thôi nguyên con giáp luôn. Con giáp hơn. Thôi con giáp luôn hả? Phát này ok á. Bữa sau thể 1. Em không biết vị trí nào nhưng mà thể hình tốt. Nó bự, nó tì đè tốt. Không kéo nó vậy đó. Sao Khoa? Cảm nghĩ hôm nay sao? Quay qua đây coi. Quá tệ. Đảo đảo luôn đi, sẽ mua cho Khoa một cái lưới máng giòn. Mua lưới à, kéo rẹt xuống. Ủa sao em mang cái váy lấy gì bỏ gần lưới. Đó, vui á, một trận thi đấu vui vẻ, sức khỏe, mồ hôi vào một buổi tối sau cơn mưa trời khá ướt, nhưng mà trận đấu vẫn diễn ra rất sôi động và hấp dẫn. Và anh em thấy hay đừng quên like, đăng ký kênh, đón chờ các clip của mình trong thời gian sắp tới nữa nha. Mình là Phạm Trọng Thi, xin chào và gặp lại. Bye bye. Vô tình kiếm được một bạn U21 chơi đại trẻ mới. Tuyệt vời.